Xin chào mọi người cùng đến với channel của Sài Gòn Crypto. Từ hôm nay là ngày đầu tháng, là ngày 1 tháng 3 của năm 2022. Thì hôm nay thì chúng ta bắt đầu một ngày mới bằng một màu xanh bao trùm toàn bộ thị trường. Thì tối hôm qua thì có một cuộc họp giữa Ukraine và Nga. Thì hiện tại thì mọi thông tin cũng chưa có mấy là tích cực và phản ánh đến cái cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Nhưng mà bắt đầu từ tối hôm qua thì đến thời điểm sáng nay thì BTC tăng khá là mạnh, tăng từ 37.000 đến có khi đến tận là 44.000, là tăng tận 7.000 giá mọi người ha. Thì hiện tại là sắc xanh thì đang bao trùm thị trường. Thì hiện tại thì hợp đồng tương lai của chứng khoán Mỹ thì cũng đang trong màu xanh mọi người. Chỉ số Nasdaq cũng màu xanh rồi nè. S&P thì giảm nhẹ một chút xíu thôi. Dầu thì cũng đang tăng rồi. Vàng bạc thì cũng đã tăng rồi mọi người ha. Hiện tại thì cả thị trường tài chính, thị trường chứng khoán lẫn thị trường crypto thì cũng đang bao phủ màu xanh nè. Thì hôm qua thì có một cuộc họp giữa Nga và Ukraine. Thì bên tổng thống Nga thì họ cũng bình luận là chúng tôi chưa đạt được kết quả mà Ukraine mong muốn nè. Thì hiện tại là cuộc họp tối hôm qua thì cũng chưa có một cái dấu hiệu gì tích cực đó. Thì hôm qua khi mà BTC tăng một mặt từ 37 lên 44.000 thì trong vòng 4 giờ thì mọi người thấy cái fair swap bị hợp đồng thanh lý, fair swap chiếm đến 90%, là thị trường đột ngột quay xe lên. Nên những người swap bên swap thì họ không kịp trở tay nha. Thì mọi người thấy không, tăng fair swap mà chiếm đến 90% luôn. Bình thường thì tầm 70% là mình thấy là cao rồi, nhưng mà hiện tại thì trong vòng 4 giờ mà cái shop bị thanh lý chiếm đến 90%. Thì trong vòng 24 giờ qua thì có là đến là 321 triệu đô la bị thanh lý mọi người ạ. Có đến là 63.144 số lượng hợp đồng bị thanh lý. Trong vòng 24 giờ qua thì số lượng fair swap thanh lý là 83%. Sàn Pocket là sàn có tỷ lệ hợp đồng thanh lý lớn nhất. Mọi người thấy hôm ngày hôm qua là ngày 28 này, fair swap cái cây màu đỏ của nó này, fair swap chiếm hợp đồng thanh lý bị chiếm ưu thế. Trong vòng 30 ngày qua thì sàn Binance thì có là 49.152 Bitcoin được lập lên sàn. Sàn OKEX thì số lượng Bitcoin được rút ra là 5.000 Bitcoin. Sàn Bitfinex là 2.300 Bitcoin. Chung quy tổng lại thì trên những cái sàn này thì tỷ lệ trong 30 ngày thì số Bitcoin được nạp lên sàn là 38.506 Bitcoin. Đây là biểu đồ của Bitcoin thì ở trên sàn mọi người. Mọi người thấy không? Càng ngày thì cái chart này của nó càng hướng xuống, có nghĩa là Bitcoin thì ở trên sàn này, thì ngày một nó càng cạn kiệt dần mọi người ha. Mình nói chung là Bitcoin thì được các nhà đầu tư thì thu mua gom dần theo thời gian, nên số lượng Bitcoin được dự trữ trên sàn thì ngày một ít đi. Thì hôm qua là ngày 28 thì cái real volume của Bitcoin tăng đột biến là đến là 8 tỷ đô la tỷ lệ giao dịch. Thì những ngày trước thì ngày cao nhất thì là đến là hơn 11.000, hơn 11 tỷ đô la. Còn những ngày trung bình thì khoảng tầm 3-5 tỷ rồi. Nhưng mà ngày hôm qua thì khi mà Bitcoin tăng
lên một phát lên khoảng 7.000 giá, thì Revolum này cũng đã tăng đột biến so với những ngày trước đó là 8 tỷ đô la. Hiện tại thì Bitcoin được dự trữ trên sàn thì được các nhà đầu tư vẫn có dấu hiệu thu mua gom thêm rồi. Thì Ethereum thì những ngày gần đây thì số lượng mà Ethereum được nạp lên sàn thì nó lớn hơn so với số lượng nạp rút ra được, nhưng mà chung quy tổng lại nhiều ngày trước đó thì số lượng Ethereum được rút ra khỏi sàn thì vẫn lớn hơn so với số lượng nạp lên. Chỉ số Bitcoin Spend Out Profit Ratio này là chỉ số là những người bán Bitcoin này, hiện tại thì chỉ số này đang nằm ở mức 1 này, có nghĩa là cái phe bán có lời và phe bán lỗ thì hiện tại thì họ đang ngang bằng nhau. Rồi, chỉ số Bitcoin Exchange Value là chỉ số mà Bitcoin là chỉ số Bitcoin là được rút ra này, hiện tại này họ chiếm là nhìn hơn so với số lượng được rút ra mọi người. Chỉ số Bitcoin được rút ra khỏi sàn đó, thì chiếm nhiều hơn so với số lượng được rút ra. Hiện tại thì Bitcoin được nắm giữ bởi các thợ đào thì họ vẫn không có dấu hiệu bán ra mọi người. Hiện tại thì Funding Ray thì ngày hôm qua thì phe short chiếm ưu thế thì lập tức thì Bitcoin tăng lên 7.000 giá, thì phe short bị hợp đồng thanh lý là khá là nhiều. Thì số lượng stablecoin đang được dự trữ trên sàn vẫn đang ở mức rất là cao, hơn 27 tỷ đô la, là một dấu hiệu tích cực. Thì các nhà đầu tư thì để stablecoin trên sàn thì họ có xu hướng là để mua thêm Bitcoin và một số các loại altcoin ha. Thì chúng ta cùng đi xem qua biểu đồ là tổng vốn hóa của thị trường. Thì hiện tại thì chúng ta đang ở mốc là gần 1.900 tỷ đô la rồi. Đó. Thì cây nến ngày của nó này cũng tăng khá là mạnh, từ vùng là 1.600 tỷ đô tăng lên gần 1.900 tỷ đô, và chúng ta đang hướng tới là mốc 2.000 tỷ đô này. Đó. Thì chúng ta cũng kỳ vọng thì thời gian tới thì tổng vốn hóa của thị trường sẽ lên mốc quan trọng 2.000 tỷ đô mà người ha. Hiện tại thì Bitcoin dominant là hiện tại là đang ở mức là 43,7%. Thì chúng ta thì đang có dấu hiệu là Bitcoin thì đang đổ dồn vốn hóa, thì đang đổ dồn với Bitcoin ha. Nên hiện tại là Dominate này của nó đang tăng lên khá là nhiều à. Thì chúng ta cũng kỳ vọng thì Dominate này hiện tại nó sẽ có xu hướng giảm xuống để dịch chuyển vốn một phần qua cho các đồng altcoin. Hiện tại thì Dominate thì cũng của Bitcoin cũng đang khá là cao rồi mọi người ha. Tại vì hiện tại thị trường thì đang chủ yếu là dồn dòng tiền về cho Bitcoin. Chúng ta cùng xem qua về cái Bitcoin này xem như thế nào ha. Hiện tại thì cây nến nến tháng của Bitcoin á thì nó đóng nến trên 43.000. Đây là một cái sự tích cực tác động đến thị trường này ha. Rồi nến tuần thì hiện tại thì đang hình thành mô hình là nến là sao mai ha, Morningstar. Mô hình nến này là mô hình ủng hộ cho việc tăng giá nếu mà Bitcoin cái nến tuần này của Bitcoin này và giữ được mức là trên 43.000 thì khả năng cao là trong tháng 3 này thì thị trường sẽ toàn màu xanh mọi người. Đây mô hình nến là 123, là mô hình nến Morningstar, là mô hình nến sao mai, là mô hình nến ủng hộ xu hướng cho việc tăng giá ở thời gian tiếp theo của nó ha.
Rồi sau khi hôm qua mà chúng ta có nhiều cây H4 tăng liên tiếp thì hiện tại thì mô hình H4 của BTC thì đang khá là đẹp ha. Và nó đang giao dịch ở mốc là trên 43.000. Trên 43.000 thì hiện tại là khu vực từ 44 đến 45.000 này thì đang hình thành cái khu vực là kháng cự cứng của BTC ha. Và BTC hôm qua nay thì cũng đang tăng khá là nhiều rồi. Thì mình nghĩ là hiện tại sẽ có một sự điều chỉnh hồi về nhẹ thôi để nó hình thành mô hình tiếp tục là tăng giá tiếp theo. Thì hiện tại thì BTC ha, sau khi BTC mà tăng lên mốc là gần 44.000 và chạm vào đường EMA 89 này thì hiện tại BTC đang có một xu hướng hồi nhẹ lại ha. Thì nó không vượt qua được cái đường trung động EMA 89 này. Thì chúng ta cùng chờ xem là BTC có vượt được mốc cản là 45.000 này không, và nó trùng với đường EMA 200 ngày này à, là một cái khu vực là khá là quan trọng của BTC phải vượt qua ha. Thì trước đó thì BTC nó đã có hai lần thời gian gần đây rồi, trước đó này đã có hai lần, một lần chạm đến vùng kháng cự quan trọng là vùng 44 đến 45.000, là một vùng ở tháng 1 và hai vùng ở tháng 2 ha. Thì chúng ta cũng kỳ vọng là lần này thì BTC sẽ break qua được khỏi khu vực kháng cự này và hướng đến những cái mục tiêu giá tiếp theo. Thì khi mà ở trên khu vực mà 45.000 này thì nó có một cái khu vực mà kháng cự cứng là, thì khi mà BTC mà càng chạm lên càng nhiều lần thì những lần sau thì nó sẽ có sức mạnh tốt hơn và khả năng mà nó vượt qua được cái khu vực kháng cự này thì nó sẽ cao hơn à, bạn nào. Tại vì ở trên đây mốc cản của BTC này, ví dụ trên đây là một mốc cản là có 100 BTC đi, thì khi mà BTC càng chạm nhiều lần là cái mốc cản của nó là sẽ được mỏng đi ha. Thì những lần sau thì khả năng mà nó phá được cái mốc cản ở khu phía trên này của nó này thì nó sẽ cao hơn này. Thì chúng ta cũng kỳ vọng là khi mà BTC chạm vào lần thứ tư này thì nó sẽ vượt qua được cả khu vực EMA 200 ngày và cái khu vực là mức cản của nó luôn bạn ha. Thì hiện tại thì BTC đã tăng 7.000 giá khá là nhiều rồi. Thì mình hiện tại thì vẫn nếu mà mọi người nào chưa vào hàng thì vẫn kiên nhẫn thôi, đứng ngoài thị trường thôi để chúng ta cùng chờ xem quan sát thì BTC có giữ được sức mạnh ở cái khu vực này không, và có thể direct qua được khu vực 45.000 này hay không mọi người. Tại vì hiện tại thị trường là trong cả thị trường tài chính luôn thì cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine thì vẫn chưa đến hồi kết, và một ngày ngày một thì nó tiến triển càng xấu đi ha. Thì hiện tại thì Nga và Ukraine vẫn chưa có một dấu hiệu nào tích cực là dàn xếp để ổn thỏa cuộc chiến tranh này hết, và hiện tại là bên tổng thống của Ukraine thì họ cũng đang mới vừa cái ký cái biên bản là xin gia nhập vào EU rồi. Đó. Thì mình nghĩ là cuộc chiến tranh này thì hiện tại là hồi kết thì chưa chưa tới được đâu. Thì chúng ta cùng chờ xem phản ứng giá của BTC ở thời gian sắp tới nha. Xem nó có break qua được khu vực 45.000 này không, và trùng với cái đường EMA 200 ngày ha. NIE hiện tại đang giao dịch ở mốc là 9,7 đô la ha. 9,7 đô la thì NIE hôm bữa khi về 8 đô mình đã có bắt một ít NIE nè. Thì NIE nếu mà mọi người thích con này thì cùng kiên nhẫn thôi, chờ về vùng giá đẹp rồi vào thôi. Tại vì NIE thì thời gian trước đó thì cũng đã tăng khá là nhiều rồi. DDX này hiện tại này cũng đang về cái vùng hỗ trợ quan trọng của nó là vùng hơn 5 đô ha, 5,5 đô này. Thì nếu mà mọi người canh DDX vào thì mọi người có thể kiên nhẫn một chút xíu, tại vì hiện tại DDX thì ở khu vực này thì nó
dưới khu vực 5,5 đô này nó không có một cái hỗ trợ quan trọng hết, thì chúng ta không thể biết được là DEDIT thì cái đáy của nó là ở khu vực nào à? Thì nếu mọi người có đu DEDIT khu vực trên này thì có thể canh DCA và kiên nhẫn một chút xíu một và DCA một phần vốn của mình thôi à. EOS. EOS thì hiện tại đang giao dịch ở mốc là 22 đô, thì EOS với XRP thì những video trước đó thì cũng có những bạn hỏi mình thì mình cũng nhận định rồi. EOS với XRP thì hiện tại là hai con cũ thôi. Và hiện tại thì nó không có một cái hệ sinh thái nào và để đủ làm để hút cái dòng tiền từ ngoài thị trường vào cái hệ sinh thái của cái đồng coin này ha. Nên hiện tại là từ khá là lâu rồi thì EOS và XRP thì nó không có sự tăng trưởng nhất định nữa. Thì chủ yếu là nó một là một xu hướng giảm của nó ha. Và nếu mà cái điểm hồi của nó là nó hồi lên thì cũng không được mạnh mẽ nữa, nó hồi lên hồi một chỉ một chút xíu thôi và nó tiếp tục xu hướng giảm. EOS với XRP thì mình đứng ngoài thị trường thôi, từ rất lâu rồi mình cũng không muốn chơi con này nữa. Avat của chúng ta hiện tại đang giao dịch ở mốc là 87 đô la nữa. Trong thị trường trong xu hướng thị trường hiện tại thì Avat này và Terra Luna này nó là một trong số ít những đồng coin top mà có thể giữ được cái giá khá là đẹp ha. Ở thị trường này hiện tại thì thị trường không mấy khả quan nhưng mà Avat và Luna thì cái giữ được cái mức giá cực kỳ tốt của nó ha. Tại vì hiện tại hệ sinh thái của cả Avat và Luna thì nó đang phát triển cực kỳ tốt, hình như là thằng Terra hiện tại thì TVL của nó đã vượt qua được cái thằng BSC rồi. Đó. Thì nếu mọi người có Avat thì cũng đã tăng khá là cao ha. Thì nếu mọi người có canh vào Avat thì có thể chờ về vùng là vùng 70 đô này của nó này. Đây. Đây là một hỗ trợ quan trọng của nó này. Hiện tại thì những chủ yếu những coin top ạ. Thì hiện tại thì chủ yếu là nó đi theo cái mô hình của BTC thôi. Những coin top thì mình thấy rất là nhiều con nó đi theo mô hình là hai đáy này. Đó, mình thấy rất là nhiều con. Một số rất là nhiều coin top thì nó đi theo hình thành mô hình hai đáy. Này, là mô hình hai đáy là mô hình ủng hộ cho xu hướng tăng giá tiếp theo đó của nó ha. Thì nếu mà thị trường mà có khả quan trở lại á, thì khi mà BTC mà break qua được cái những khu vực quan trọng của nó thì những cái con nào hình thành mô hình này thì là một cái mô hình mà mình nghĩ là sẽ tăng giá là rất là đẹp trong cái thời gian tiếp theo của thị trường mọi người. Linh Linh hiện tại thì nếu mà mọi người có ôm thì mọi người có xác định thôi. Linh với đó thì mình nghĩ là khả năng của nó là đều tốt rồi, không có gì phải nói là Linh là một con vua trong Oracle. Nếu mà dùng Oracle thì phải xác định là phải có Linh rồi. Nhưng mà Linh thì mình đánh giá là cái khả năng bay của nó thì nó sẽ chậm hơn cả so với Dot ha. Vì Dot thì thông tin thì khoảng là cuối quý 1 năm 2022 này, thì nó sẽ ra parachain rồi. Nếu mà nó ra parachain thành công thì mình nghĩ khả năng mà ít của nó thì sẽ rất là cao hơn. Nhưng mà còn lên hiện tại thì thị trường hiện tại thì nó đang bị đi giá này, nó cũng chưa được cái mức giá tăng đúng như kỳ vọng ha. Thì mình nghĩ là lên thì mọi người có ôm thì mọi người phải xác định là phải dài hạn một chút xíu mà phải kiên nhẫn một chút xíu với con lên này. Thì Linh thì hôm bữa thì mình cũng có cho bên cộng đồng ạ. Thì Linh về vùng 10 đô này thì có thể mua nha. Đó. Nhưng mà hôm bữa thì Linh thì nó không có về 10 đô, nó về 11 đô này. Thì nó đã quay đầu rồi. Thì nếu mà mọi người có ôm Linh ở trên những cái vùng trên đây này thì mọi người có thể canh DCA một phần vốn của mình ha. Hôm bữa thì mình cho mọi người vào Linh ở mức giá 10 đô này. Mà nó không có về, nó về mới có gần 10 đô thôi, 11 đô thì nó đã quay đầu này đó rồi. Chứng tỏ là khu vực 11 đô này có cái lực cầu vào khá là lớn nè. Hiện tại thì nếu mà mọi người
khi mà một vùng hỗ trợ mà kháng cự nào quan trọng á, thì cái đó là một vùng mà chứ không phải một điểm mà. Ví dụ như là ở cái khu vực đó là 10 đô đi, thì khi mà cái xu hướng giá về thì nó sẽ về cái mốc là gần gần 10 đô thôi. Ở khu vực đó là một vùng giá chứ không có phải là nó sẽ về chính xác là một cái mức giá nào là nhất định thôi. Là có thể nó sẽ về một cái mức giá mà gần cái vùng giá đó thôi, là cũng gần như kỳ vọng chúng ta, nên mọi người cứ là cứ 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 nghĩ là nên mọi người mình nghĩ là mọi người nên là cứ linh động ha, linh động cái vùng giá của mình thôi. Nó khi mà về cái gần gần vùng giá mình của mình thì mình nên là có một cái hành động nhất định của mình thôi. Sandbox với Mana thì có rất nhiều bạn hơn mình đó. Sandbox với Mana này với Gala này là một là ba trong những con mà Metaverse và đang khá mạnh ở thị trường hiện tại. Thì Sandbox thì mình nghĩ là khả năng tăng giá của nó vẫn còn rất là cao ha. Sandbox thì hiện tại thì đang giao dịch ở mốc là 3,2 đô này. Đó thì hiện tại những coi tóc đa phần coi tóc thì nó cái mô hình của nó đều là mô hình hai đáy ha. Là mô hình tăng giá đẹp. Ủng hộ việc tăng giá tiếp theo nếu mà BTC có thể uptrend trở lại ha. Mình xem Gala cả. Gala vừa rồi thì mới được rót thêm 5 tỷ đô ha. Mọi người thấy không? Thêm 5 tỷ đô mà hiện tại thì con Gala này mình thấy thì nó tăng chưa được nhiều đâu. So với Gala Sen hay là Mana thì hiện mình đánh giá con Gala này là một con là có khả năng tăng trưởng cực kỳ tốt ha. Cực kỳ tốt, tốt hơn so với những con kia đó, tại vì những con kia thì cũng đã tăng khá là nhiều rồi. Và Gala nó cũng đang được vừa được đầu tư thêm 5 tỷ đô rồi. Thì nếu mà mọi người ở canh Gala thì mình nghĩ là Gala một trong những con đáng để đầu tư ha. Nhưng mà hiện tại thì nếu mà mọi người đầu tư thì nên canh Gala về cái vùng giá là giá đẹp đó để mua đó. Nếu mà Gala về được vùng giá này, vùng giá 0,18 đô này thì mình nghĩ là một vùng giá đẹp cho Gala ha. Còn chỉ sợ là Gala nó không có về được vùng giá này đâu. Tại vì hiện tại thì Gala nó đang hình thành cái mô hình là đáy sau cao hơn đáy trước rồi nè. Nên mà khả năng về được cái vùng giá là lúc trước nè, mọi người thấy không? Cái râu nến này của nó nè, con Gala này về 0,19 luôn nè. Đó. Thì nó lập tức là đã có một cái lực mua khá là mạnh và làm cho cái nến này rút được chân râu này lại ha. Thì nếu mà Gala về được lại cái vùng giá này thì mình nghĩ là mọi người nên có thể là cân nhắc và mua một phần vốn của mình ha. Còn hiện tại thì so với những dòng trang Metaverse thì hiện tại thì Gala thì mình vẫn đánh giá cao hơn là Sandbox hay là Mana ha. Thì nếu mà thị trường uptrend trở lại thì những một trong những xu hướng mà mình đánh giá khá là cao ở thị trường này là Metaverse này, DAO này. Đó, Metaverse này, DAO là một trong số những cái trend mà mình nghĩ là sẽ dẫn đầu xu hướng của thị trường ha. DeFi thì hơi yếu mọi người. DeFi thì năm 2020, năm 2021 rồi. Cuối năm 2021 thì cái trend DeFi nó không hút được dòng tiền nữa. Còn trend GameFi thì hiện tại thì chúng ta cũng phải chờ xem và quan sát thêm ha. Tại vì trend GameFi hiện tại thì những con GameFi thì hầu hết đã bị chia 5, chia 10 rồi. Những con nào mà yếu thì chia vài chục rồi. Thì chúng ta thấy GameFi thì mình nghĩ quay lại thì nó sẽ quay lại thôi. Nhưng mà GameFi thì phải cần có thời gian nè. Còn hiện tại thị trường thì nếu mà uptrend trở lại thì theo quan điểm đánh giá của mình thì Metaverse này và trên DAO này. DAO thì có thằng thằng Shiba đó, như là cũng cuối một năm nay thì nó triển khai ra cái mô hình DAO của nó ha. Mình sẽ nói một số con mà những bạn mà hỏi mình nhiều ha. C98 này thì tháng 7 mới trả private này. Thì từ giờ đến tháng 7 cũng còn vài tháng nữa đó. Thì mọi người nếu mà có ôm C98 thì mọi người canh bán trước cái thời điểm tháng 7 trả private này. Tại vì tháng 7 này nó trả cũng khá là nhiều đó. Thì nếu mọi người có canh có giữ C98 thì nên bán trước thời điểm tháng 7 này. Có thể là
giữa tháng 6 hoặc cuối tháng 6 thì mình nghĩ là mọi người nếu mà giá nguồn giá đẹp thì mọi người có thể là nên cân cân nhắc chốt một phần vốn của mình rồi. C98 hôm bữa nó về tận là gần 1 đô ha. Đó. Đó. Hiện tại thì đa số những đồng coin mà coin top với là một mid cap thì đang có sự hồi phục nhẹ do thị trường của BTC là. Thì hôm nay thì thị trường màu xanh lại thì mình lên để cập nhật thông tin hiện tại kịp thời cho mọi người ha. Thì chúng ta cũng kỳ vọng vào tháng 3 này màu xanh rực rỡ, tại vì hiện tại đến tuần thì nếu mà nó giữ được cái vùng giá từ 43.000 và đến 45.000 ha, thì là nó sẽ hình thành cái mô hình là mô hình nến là Morningstar, là mô hình nến sao mai là sẽ ủng hộ cái việc tăng giá tiếp theo của nó ha. Thì nếu mà cái nến tuần tiếp theo này của nó đóng nến đẹp thì chúng ta cũng kỳ vọng là tháng 3 này sẽ là một màu xanh tích cực đến cho thị trường ha. Thì video đến đây cũng là dài rồi, thì tất cả nội dung trong video chỉ là mục đích cung cấp thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Thì nếu mọi người thấy hay thì hãy like cũng như là subscribe kênh ha, để bên mình có thể xem thêm và thật nhiều động lực ra thêm cập nhật những video thường xuyên ở thị trường này đến cho mọi người nữa ha. Thì mọi người có thể join vào nhóm link Telegram mình có để ở dưới phần mô tả nè mọi người ha. Xin cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Chào tạm biệt mọi người.